Xin chào tất cả anh em nha. Đang rảnh rỗi một chút để mang cái đàn chó mình đi dạo cho nó quen, cho nó đỡ khỏe khỏe một tí. Hôm nay mình cũng rất là bận nên là không lên được bài video nào để các bác theo dõi mấy con chó sang của mình. Hôm nay là mình tối tranh thủ thả nó đi dạo chơi để quanh quẩn vườn để cho nó khỏi khỏi tí. Đây nha các bác nha, thả phát chạy vào rừng nó chạy cuống quần ở xung quanh này, chạy lung tung hết rồi. Dạo này mình công việc cũng rất là bận nhá, nên là cũng ít thời gian để lên mấy con chó để cho các bác theo dõi xem. Nên mình đang chiều nay mình dành một chút thời gian thả nó đi ỉa đáy để lên một chút video để các bác theo dõi nha. Quay của mình đang theo như kiểu theo hơi dáng, không biết theo cái gì nhá. Quài mình đây là theo riêng đi bắt dáng thì các bác yên tâm luôn nha, có mùa mà có dáng thì các bác hãy yên tâm về độ săn dáng luôn nha. Su 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 su. Coi coi coi. Su 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 su. Su su. Su. Su su su. Su. Su su su. Su. Su su coi su. Su 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 ở con quần nhà này thì cũng chẳng có cái gì đâu nhá các bác nhá, mang nó đi dạo một tí để cho nó quen cái ấy đâu, còn không bỏ lâu quá nhà nó cũng lười. Con quần này ngoài con chuột ra chả có cái gì đâu. Mình cũng rất là bận nên không có thời gian mang đi sang bát.
Chó mình thời gian này cũng khá béo rồi nhá. Vừa rồi mang đi sang mới một lần lận sổng trụ khu gần nhà. Giờ vẫn còn 2-3 con nên là mình cũng chưa thời gian mang đi nha. Còn lợn xịn thì nói với các bác thông cảm nhá. Thời gian này là mình nghỉ được khá lâu rồi, không đi sang lợn xịn đâu. Bây giờ đi là mình cũng đi qua tỉnh nên là Covid nó đang nặng thì mình không đi được. May ra có mấy con lợn sổng nó cũng ở gần nhà. Thì lợn đấy người ta chuyên nuôi ở rừng nên nên là mình có họ bán được về thì lại sổng lại chạy vào rừng mất. Sổng được 2-3 tháng nay rồi nhá. Bây giờ cũng thành lợn rừng rồi, chạy rất là kinh khủng luôn. Cũng bắt được nó thì cũng phải tận vài tiếng đồng hồ nhá. Thì mới bắt được nó nhá. Này, mấy con này có ai nhu cầu rồi thì mình chuyển cho các bác. Mình lại ở trên này có nhiều thì mình tuyển về nhá. Nào, có con nào đẹp mình tuyển về cho các bác. Đi chó cũng thấy chán mà, không có cái mùi gì. Xung quen nương không đâu, chuột nó chả có nhá, ở đây không có chuột. Có chuột phải lên trên nương cao. Chuột và sót danh thì mình ở đây nói chung ra là chắc bây giờ cũng hiếm rồi. Chó nhà mình rất là nhiều nhá, 3-4 con đấy thả ra phát là chui trốn đi chơi hết nhá. Còn có 3 con này ở nhà đâu, mình cho nó đi dạo đi chơi lung tung tí. Vườn, đây là vườn cam của người hàng xóm nhá. Cho vào vườn thì chả có cái gì. Mấy năm trước thì con chuồng sóc danh đấy cũng có vài con nó hay vào gần nhà nhá, nhưng mấy năm nay hầu như là họ bấy rất là nhiều nên là bây giờ cũng không thấy con nào rồi, lâu không thấy chó đuổi con nào rồi. Chả có cái gì đuổi. Chó ở xung quanh nhà mình không có nữa nhá. Thì mình đang mê quá thì đi sang lợn thì mình còn đi xa đấy nhá. Cái nhà mình hàng trăm cây số mới có nhá. Ít nhất phải đi tầm 3 tiếng đồng hồ thì mới vào được cái chỗ có lợn nha các bác nha. Còn nếu mà gọi là đi ngay đằng sau nhà hoặc là 1-2 tiếng đồng hồ ngay cửa nhà không có. Bây giờ đi sang hiêu vẫn có nhá, nhưng mà cũng phải đi qua tỉnh. Xu. Xu xu xu. 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 Một này là cũng gọi là một dịch nữa. Nên đi qua tỉnh, không nói là qua tỉnh, đi vào tỉnh của mình, đi vào khác huyện thôi. Mình cũng không muốn vào bởi vì là cái thứ nhất là anh em thông cảm. Vào những nhà mà mình vào ấy, mình vào nhà nó thì cũng không sao. Nhưng những người mà ở hàng xóm với nhau ấy thì người ta sẽ nghĩ không tốt, bảo là không biết là mình là người sạch hay không, sợ mình là người cũng bệnh, có bệnh Covid. Thì người ta nói mình không hay là người ta không muốn cái điều, mình không muốn cái điều đó nên là mình cũng không hay đi nhá. Anh em ở gần đây họ vẫn đi được, thỉnh thoảng họ vẫn đi,
Nhưng mình từ cái tháng 3 tháng 4 đấy là mình nghỉ đến tận bây giờ. Khá lâu rồi. Đầu năng thì cũng được 3-4 con lợn là xịn. Nhưng mà về sau là mình cũng không đi nữa. Đi một vòng không thấy có cái con chi con sóc gì nên là mình lại quay đầu cho chó về, lại xích chó. Chó bình thường là mình không cho nó đi xa, nó ở quanh quẩn nhà, thả ra phát nó chạy mấy vòng là nó không ỉa đái được đâu nhá. Có những con mà mình buộc không quen là mấy ngày nó cũng không ỉa được, nên là bây giờ mình ví dụ chó ở mình mua ở thôn bạn người ta ấy, về cái chó người ta chuyên thả rong mà mình mang về xích này là chó cũng có nhiều con hay bị chết đấy nha anh em nha. Không ốm tật cũng bị chết bởi vì là nó ỉa không ỉa ra mà nó mát, nên là nó cái cức của nó tự dương mà nó không lao động, không chạy bình thường, nó buột suốt một chỗ là nó cũng cứng phân mà nó không ra được. Đấy, bây giờ này, cái chó này mẹ kiểu gì mình cũng phải cho nó chạy một vòng. Chó này mình không hay cho đi xe, chó này mình ít khi cho gọi nó đi theo xe. Bởi vì dạo này mình cũng rất là bận. Còn những chó trước là mình tối nào là mình cũng thả mà mình không có thời gian mà để nó đi dựa cho nó đi lên rừng thì mình phóng xe máy nha. Xong cho nó đi theo xe máy. Chó bỏ lâu quá nó cũng rất là hăng mùi rồi nhá, nhưng mà mình cũng không thời gian. Thời gian này cũng chả có một chút thời gian nào về để tân trạm về nghịch mấy con chó này. Mình cũng chả biết năng này là năng con gì mà cái thời gian nào cũng thế đâu. Mình và trùng hợp vào cái thời gian mình cũng đang bệnh tật nhiều thì cũng chả nó chả biết mình còn có cơ hội để nghịch mấy con chó này lâu lâu nữa không. Thì mình cứ suy nghĩ về cái sở thích của mình thì cũng rất là thích chơi chó luôn, nhưng mà bây giờ bệnh tật nhiều. Hôm nay anh đi khám bệnh là mình cũng nhiều bệnh quá đi. Vừa tràng ngừa dạ dày rồi lại vừa gan nhiễm mỡ giai đoạn 1. Còn là cái thận của mình vẫn có chút bệnh nữa. Bệnh rất là nhiều nha anh em nha. Tay mọi chân tay đủ thứ luôn. Nên là giờ cũng ốm yếu rồi, cũng không muốn đi sang bát rồi. Chọn những con nào cung cất cho anh em đi sang thôi, mà kiếm một vài đồng để bơn sang cho đưa trẻ con đi học đi lại thôi. Còn vài bữa đó khả năng mình cũng lâu lâu mà không thời gian đi nữa thì chắc mình cũng sẽ bán hết chó là mình không mua lại được về nữa. Còn có con nào đẹp thì anh em nhu cầu mình đi bắt thì mình bắt hộ anh em mình, anh em thương mình bao nhiêu thì cho một vài lít sang thôi. Bây giờ là cũng gọi là tráng dần dần đi rừng rồi, mình cũng yếu sức khỏe, nói chung ra là cái sức khỏe cũng không đủ đi nữa. Chỉ gọi là sống được ngày nào hai ngày đấy, chứ còn bây giờ mình cũng không khẳng định cái sức khỏe của mình như nào nữa. Tần cái cỡ như cái tuổi mình cũng không gọi là già đâu, có nửa đời thôi, nhưng mà cũng nhiều lúc suy nghĩ nhiều cũng thấy buồn lắm. Có những số anh em cùng bạn bè của anh em của mình, người ta có người thì tai nạn chết, có người thì bệnh tật, người ta đi hết rồi. Mình cũng có lúc đến lúc mà mình cũng bệnh, mình nhiều bệnh tật thì mình cũng thấy hơi lo lo cái cuộc sống con người, đến lúc như kiểu gần đến lúc rồi mình cũng thấy lo nhiều. Dối thì mình đưa đi dạo một chút để cho các bác
hay theo dõi chó của mình hàng ngày thì để được xem thôi. Còn mình thì nói chung cũng muốn là hàng ngày có cái video để cho các bác xem. Nhưng thật sự là cũng cái công việc gọi là bận lắm thì cũng không bận, nhưng mà cái thời gian này mình không có chút tâm trạng nào về nghịch chó má nữa. Bổ sung quen nhà. Có lúc còn bực quá cả buồn cả ngày mà mình cũng mất cả hướng, mà mình cũng không chăm bọn nó, chúng nó kể mẹ nó đói như nào đói. Ôi, đưa chúng nó đi một vòng đi dạo. Nên là mình sẽ quay thêm một vòng cho nó đi dạo dưới hàng xóm nữa, để nó chạy một vòng. Chó mình dạo này cũng lười chăn rồi nhá, mình cũng không hay chăn đâu. Một ngày chỉ gọi là chăn được cho chúng nó một bữa thôi. Cũng không thể có đều một ngày 2-3 bữa. Đây nha, con này mình đang anh em cũng bảo không thấy chó của nhà mình. Chó nhà mình rất là nhiều nha. Con này chó nhà mình đang gửi chỗ nhà thằng em. Mình không hay gọi về đâu, bây giờ nó còn lạ lạ mình vừa mới bắt về được một tuần là gửi luôn chỗ nhà thằng em. Đấy, chó rất là nhiều nhá, chẳng qua mình không quay lên cho các bác xem đâu. Vẫn còn một con ở chỗ nhà ông bà nữa. Nó cân rau gì? Đây nha. Con này về mùi xăng hơi lạnh thì ok rồi nha các bác nha. Ai mà muốn thử thì muốn trực tiếp được thử test trực tiếp và mát thì lên đây mình cho đi xăng lợn sổng cho anh em xem nha. Mình sẽ cho địa chỉ các bác dành lên đây. Lợn đấy thì đi đuổi chỉ có được thôi, nhưng mà cũng khó tìm bởi vì là cũng không biết nó ở đâu, rừng nó rộng quá. Nên là không biết nó ở đâu nha. Đấy. Anh em cũng hỏi nhiều là mình chó mình còn bao nhiêu con, còn rất là nhiều. Con này có một cái huỳnh đề như này nhá, huỳnh đề nó kiểu này thì đi nó cũng không mát đâu. Con này đi tốc độ đi nó cũng không nhanh lắm đâu nhá. Nhưng mà nó đi rất là khỏe chó luôn, chó đi không biết yếu đâu nhá các bác nhá. Cái chó mà chạy thường nhanh mà buổi sáng sớm mình đi chạy tuần tết là nó chỉ gọi là đi được một buổi là nó sẽ kém hẳn, nó đi theo người nhá. Còn như con này thì nó lì lì đờn như này thôi, vào đến rừng phát là nó đi cả ngày, hầu như là nó ít khi đi theo đích mình đó. Lúc nào thì nó đi chui vào chỗ giận nó đi tìm nhá. Con này cái bộ đầu nó thì không phải chê một tí nào luôn, với lại cái đuôi nó thì cũng là đuôi đẹp. Đầu nó chỉ được thế thôi, mình chọn rất là nhiều cũng ít khi có con đầu đẹp như này lắm. Ở video của mình đến đây kết thúc rồi nha. Mình xin chào tất cả anh em đam mê chó săn. Anh em hãy đăng ký ủng hộ cái kênh của mình, Cú Thể Săn của mình nhá, để chia sẻ của mình thật nhiều vào nhá. Xin chào tất cả anh em.